Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chi tiết một chiếc Casio G-Shock mã RWL1000B 1ADR. Thì nếu các bạn mà đã xem các kênh video của mình thì có thể thấy là đây là nó là chiếc RWL thứ hai bên mình chi tiết. Chiếc đầu tiên nó là RWL1000 1000C, thế này là 1000B. Đây là giấy tờ đi kèm với đồng hồ, gồm một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Quyển sách rất dày, gồm 6 ngôn ngữ. Thẻ bảo hành. Trên thẻ bảo hành chúng ta thấy là chiếc này mua vào ngày 13/8/2016, tức là đã hết hạn hết hạn bảo hành của nhà phân phối. Đây là một cái thẻ bảo hành quốc tế. Rồi, chúng ta sẽ vào cái đồng hồ. Mình cần phải nói qua thì mẫu RWL1000 nó là cái dòng cao cấp của G-Shock và một trong những cái dòng mà được sản xuất tại Nhật Bản, không giống những dòng giá thấp được sản xuất tại Thái Lan hay Trung Quốc. Những dòng này nó sẽ sản xuất tại Nhật Bản. Đây là hộp đựng đồng hồ. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta. Về sơ qua thì đây là một cái dòng G-Shock cao cấp, do đó thì nó cầm rất chắc chắn, và con này là có lớp vỏ hay lớp ốp bằng kim loại. Phần lồi ở đây thì nó là cái cảm biến, và cái dòng này thì nó sử dụng chỉnh giờ bằng núm vặn. Đây chúng ta sẽ có một cái tem, còn tem của bảo hành của tem của nhà phân phối công ty Anh Khuê. Rồi, trước khi vào chi tiết đồng hồ thì mình sẽ đo kích cỡ và cân nặng cho các bạn. Kích cỡ con này là mình thấy đây là tầm 45mm, đường kính 45mm, độ dày là 16mm. Tuy đường kính 45mm nhưng mà cái quai của đồng hồ rất là ngắn, do đó nó có thể phù hợp với những người có cỡ cổ tay từ 16,5 trở lên. Đấy. Đeo đẹp thì ở cỡ cổ tay 17cm là có thể đeo đẹp được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái cân nặng. Cân nặng của G-Shock là một cái thông số mà các bạn nên chú ý, vì nó giúp phân biệt đồng hồ thật, đồng hồ giả khá là hiệu quả. Đây mình sẽ đo cân nặng của chiếc đồng hồ này. Ở đây cân nặng của nó là 102.5 gram. Đấy. Các bạn thì có thể tra cái thông số về khối lượng của đồng hồ trên trang đồng hồ hiệu.com hoặc cả trang của Casio, xem cái khối lượng chính xác trên hãng là bao nhiêu, thì từ đó có thể xác định được luôn là đồng hồ thật hay đồng hồ giả. Rồi bây giờ mình sẽ vào chi tiết tình trạng đồng hồ. Đây là chi tiết cái tình trạng đồng hồ. Đầu tiên là mình sẽ trích cái dạ quang cho các bạn xem. Đồng hồ có các kim và các cái vạch giờ là dạ quang rất là sáng. Mình thấy cảm nhận là nó tương đương với các cái dòng đồng hồ lặn. Đây mình cũng có thể kiểm tra các bạn cái núm đèn. Đèn đồng hồ cũng rất là sáng. Mình nhớ không nhầm thì chiếc này nó có đèn tự động lật sáng. Nếu các bạn xem video trước của mình thì mình nhớ không nhầm chiếc này có một cái đèn tự động lật sáng. Đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ vào cái chi tiết cái tình trạng của đồng hồ trước. Rồi. Đây là một cái mặt kính đồng hồ. Thì khách ký gửi lần này thì anh ấy cũng giữ đồng hồ khá là tốt, và khi ký gửi thì anh cũng yêu cầu bên mình là dán luôn cái kính cường lực để bảo vệ. Rất tiếc cái dòng RWL này thì nó không trang bị kính sapphire. Tuy nhiên là mặt kính của dòng G-Shock đa phần là kính lõm, do đó con này trong tình trạng kính rất là tốt, và khi mình dán cường lực thì mình không thấy bất cứ cái vết xước nghiêm trọng nào. Chỉ có một hai vết xước lông mèo nên rất khó nhận ra. Thì các bạn có thể xem qua cái tình trạng đồng hồ ở đây. Đấy.
Thế có thể thấy ở đây nó có cái vết sức nhỏ này này. Đấy, đây có vết sức nhỏ. Nói chung là cái kính thì gần như là không không có các vết sức nào cả. Đấy, có một đây mình có cảm nhận có một vết sức ở đây thôi. Đấy. Tình trạng mặt trong của đồng hồ vẫn rất là ok, vẫn chưa có dấu hiệu mốc hay là nước vào. Đấy. Con này thì nó sử dụng năng lượng mặt trời nên mình nghĩ là nó chưa 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 có mở máy. Và độ trong nước của di sốc là 200 m nên chắc chắn là có khả năng là chiếc này chưa chưa có vấn đề gì về nước vào cả. Di sốc rất ít khi gặp trường hợp bị nước vào. Rồi chúng ta sẽ xem qua cái lớp viền. Lớp viền của con 1000B này thì các cái số đấy được khắc chìm. Đấy. Không giống như con 1000C là các cái số được đắp nổi, thì con 1000B này nó ấy, các số ấy được khắc chìm. Đấy. Các bạn có thể xem cái viền đồng hồ. Viền đồng hồ đây mình cảm nhận là nó chưa có các vết xước, vết móc nào đáng kể. Đây. Không, đây không phải vết xước, không phải vết móp rõ ràng. Viền đồng hồ chưa có các vết móp nào, chưa có vết móp nào luôn, chứ không phải là có vết móp nha, không đáng kể. Rồi chúng ta sẽ xem qua cái phần ốp nhựa ở đây. Các phần ốp nhựa ở đây thì nó có các cái vết chấm nhất do các cái lực tác động nào đấy. Đấy. Thì chúng ta khi mà chúng ta xem các cái ở đây thì chúng ta mới thấy là cái chiếc này nó là một chiếc đã sử dụng rồi. Đấy. Các cái dấu hiệu khá là rõ của một chiếc đồng hồ cũ ở đây. Đấy. Các cái lúm là sao? Lúm các lúm thì vẫn còn rất mới. Một phần vì Casio nó họ làm cái lúm nhắm mờ và một phần nữa là nó được bảo vệ bởi các cái gờ nhựa. Lúm xoay đây vẫn còn rất tốt, độ lẩy vẫn rất tốt. Đây mình phải ấn vào để đóng van. Cái gờ nhựa bảo vệ không có dấu hiệu là bị vết vết móp nào cả. Cái vết móp rất là ít, gần như không có. Bên này cũng thế, không có vấn đề gì. Phần đầu quai bên này thì còn tình trạng nó tốt hơn đầu quai bên kia. Các lúm ở đây vẫn thế, ok. Các cái sensor cảm biến ở đây. Vị trí ở đây vẫn chưa có cái vết xước hay va chạm lớn, không có luôn. Có những vết xước mờ mờ nhỏ nhỏ trên nhựa, không đáng kể. Rồi. Mình sẽ vào cái phần đáy đồng hồ. Các bạn có thể xem các cái chân ốc vẫn còn rất là mới, không có bị toe. Đấy. Cái chân ốc này vẫn còn rất là mới, không bị toe. Mặt đáy đánh sức nhám, có một vài cái vết xước nhỏ không đáng kể. Chúng ta có thể xem các cái thông số ở đây. Ví dụ đồng hồ là chống nước 200 m, máy là 15371, mã GWL 1000B, đáy là bằng thép inox, kết cấu chống sốc Japan Hard. Đấy, các bạn thấy Japan Hard thì có nghĩa là nó sản xuất tại Nhật Bản. Hard là cái thường người ta còn nói là Hard là cái tên đầu tiên của cái cơ sở sản xuất tại Nhật Bản, nhưng mà ở đây nó Japan thì thường nó sẽ là đồng hồ sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, còn nếu mà sản xuất tại Thái Lan hoặc là China thì nó sẽ ghi ở đây, đây là sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Multi band 6 có nghĩa là đồng hồ nó có chỉnh chế độ qua radio. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không bắt được sóng, do đó cái này nó không 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 có tác dụng gì mấy ở Việt Nam. Đây có ghi là đây năng lượng mặt trời đây. Mã series của đồng hồ đây. Các cái này là các cái núm. Rồi, bây giờ về dây. Dây ở đây thì nó hiện khá rõ là con đồng hồ, đây là một con đồng hồ cũ đây. Đấy, mình nghĩ khách cũng đeo chiếc này cũng khá khá nhiều,
Đây có các cái vết mờ do khóa cài. Đấy. Tuy nhiên là không có các vết đứt gãy ở đây, không có vết rách đứt gãy ở đây. Đây cũng thế, chủ yếu là các cái vết xước thôi, không có vết rách đứt gãy. Bên này cũng thế, vết xước của cái đĩa sắt. Đây, bên này cũng xước. Đĩa kim loại, hiển nhiên đĩa kim loại là những cái vật dễ xước nhất. Đấy, ở đây các bạn thấy cái đĩa kim loại bị xước rồi. Khóa thì khóa là nó mạ nhám nên nó tình trạng đỡ xước hơn. Tuy nhiên là đĩa kim loại thì không không được mạ nhám nhiều nên thành ra nó sẽ hiện ra khá nhiều vết xước. Rồi. Trên diễn đàn thì nó họ có trình hướng dẫn các bạn là check đồng hồ các cái dòng cao của di sốc, đặc biệt là những con có la bàn. Thì đây mình sẽ check la bàn cho các bạn xem. Không nhầm thì check la bàn. À đây, la bàn ở đây. Nhiệt độ này. 34,5 độ này. Barometer này. 1021 này, áp suất khí quyển. Đây là bàn. Đây, mình sẽ xoay các chiều, các bạn thấy là kim la bàn nó chỉnh rất là mượt, tức là nó đáp ứng rất là nhanh. Đấy. Đây các bạn có thể check. Đây là kiểm tra độ cao. Chú ý độ cao nó tính theo áp suất khí quyển. Nên đây nó ghi là -53. Thì do ở khu vực Hà Nội thì nó cũng không cao lắm, và khi mà áp suất khí quyển tùy từng thời điểm là nó có thể là độ cao sẽ bị âm. Vấn đề là không vấn đề gì cả. Các bạn mà muốn mà chỉnh nó chính xác hơn thì ở từng thời điểm các bạn có thể căn chỉnh lại cái độ cao để nó hiển thị chính xác hơn. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn qua về cách chỉnh giờ. Chỉnh giờ con này thì Casio nó thiết kế cái núm này đây. Mình sẽ rút ra để chỉnh giờ cho các bạn xem. Rồi. Đấy. CT bây giờ mình phải chuyển ra BKK. Đấy. Đấy. CT BKK. Sau đó mình sẽ ấn không nhầm đây, DST mùa đông mùa hè tắt này. À, có tiếng tít hay không này, để tiếng tít nhá. Auto làm đây, auto làm on hay off đây. Đèn sáng hay tự động không. Đấy, line là mấy giây, 1 giây hay là 3 giây. Đấy, chế độ 24 giờ. Đấy, chế độ tiết kiệm năng lượng, tức là khi bóng tối thì nó sẽ về chế độ ngủ. Đấy. Đấy. Giờ mình đang không rõ là nó chỉnh cái giờ ở đâu. Đây, chỉnh giờ đây. Đấy, ta sẽ chỉnh giờ. Xem nào, chỉnh giờ đây, đấy, chỉnh giờ. Các bạn chỉnh giờ, đấy, chỉnh 5. Đấy, chỉnh thứ ngày tháng đây. Tất cả đều chỉnh bằng núm hết. Đấy. Quay trở lại chỉnh phút đây, mình phải nhớ không nhầm đây, chỉnh phút đây. Đấy, chỉnh phút đấy. Chỉnh xong thì các bạn ấn vào và nhớ khóa chốt về vị trí an toàn để chống nước vào. Đấy. Rồi, chiếc đồng hồ này thì theo mình nhận xét là nó có thể các bạn có thể đeo đi làm thoải mái mà không sợ mọi người nghĩ là đeo một con di sốc rẻ tiền hay một con di sốc kiểu trẻ con. Chiếc này nó rất phù hợp với những cái các bạn mà muốn đeo một chiếc di sốc đi làm thì nó thiết kế rất là đầm tay và chắc chắn. Nó cũng cái vỏ thép của nó cũng tốt và mình cảm nhận nó còn tốt hơn cái dòng GST nhiều. Đấy. Chiếc này thì nó thiết kế là dây khá phù hợp với những người có cổ tay từ 16,5 trở lên. Đấy. Nên những ai có cổ tay nhỏ mà không đeo được các cái dòng di sốc mà có quai phình thì có thể tham khảo chiếc này. Giá của chiếc này thì vì là hàng cũ, giá là rất tốt. Nó chỉ rơi tầm khoảng 1/3 giá hàng mới. Đó, nếu mà ai quan tâm thì có thể liên hệ với bên mình đồng hồ.vn qua Facebook và số điện thoại liên lạc để có thể đặt mua tham khảo chiếc này. Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn.